hàng VIP về của chú anh chị, Yanmar 3T84 turbo zin nè, 3T84 nè, 41 ngựa, 3050 tua nha bà con. Hàng cắt xe đẹp cực kỳ, giá có mười mấy triệu thôi, mời bà con xem clip. Quá phê. Bà máy bếp kim. Dạ, xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Và hôm nay có về được một con Yanmar 3T84 hàng chặt xe xuống cho cô chú anh chị mình luôn. Có tục bộ zin nha. Đời này nhỏ xác. Giá rẻ hú hồn, 41 ngựa, cực đã, mời bà con. Dạ, Nam mang đến cho cô chú anh chị mình một con Yanmar 3T84 đời turbo. Con này là máy gớt, vừa gớt xe xuống nha cô chú anh chị nha. Tình trạng máy thì còn cực kỳ đẹp luôn. Ở trên xe rớt xuống nó bị thiếu cái co này. Cái này thì cô chú anh chị mình sau khi ok chốt chuyện xong thì cậu Đạt sẽ gắn cho cô chú anh chị mình một cái co đẹp hơn, thích hợp hơn. Ở trên xe xuống nó mất cái co này nha cô chú anh chị nha. Con này là ba máy bếp kim. Đây cô chú anh chị, 3T84 lồng 84 nha. Đây là cái lắc của em nó nè. Nha, 3T84 đời này là 41 ngựa, 3050 tua. Tua rất là nhanh nha cô chú anh chị nha. Dòng tua này, con máy này nhỏ gọn như này thì cô chú anh chị mình sử dụng vỏ composite được nè. Composite máy âm chạy tốc độ cũng được luôn nha cô chú anh chị nha, rất là đạt nha. Và bà con sử dụng chạy máy phát điện thì nó tầm khoảng 20 kg cô chú anh chị. Yanmar 3T84. Đời này là turbo nha bà con nha. Đây, có turbo luôn nè. EFI nè. Cánh gió còn cực kỳ đẹp luôn. Máy gớt xe xuống nha bà con nha. Tí xíu sẽ có clip test nổ cho cô chú anh chị mình. Đời này tới 41 ngựa lận, 3050 tua. Bích tông 84 nha, cam cò bên trong nè. Cực kỳ đẹp luôn nha bà con. Máy cắt xe nha. Đó. Long lanh luôn. Và cái giá cực kỳ rẻ nha cô chú anh chị. Con này cậu Đạt bán chỉ với giá 19 triệu rưỡi thôi. Dạ, con máy thương lượng trực tiếp tại Cù Lao Thái Sơn, Mỹ Tho, Tiền Giang, cách cầu Rạch Miễu tầm khoảng 5 phút chạy xe. Nè bà con, ở trong nó còn một cái miếng sông ở trong đó nè. Ở trong đầu hơi á, rất là đẹp. Sạch sẽ luôn. Dàn heo dầu của em nó đây. Ba máy. Máy chặt xe. Đây nha. Rất là đẹp bà con. Như đây là cần ga. Cần tắc thì nằm ở phía trong này nè. Đó. Phía trong đây là cần tắc nha. Có cái dãy nhiệt nhớt luôn. Máy đẹp long lanh bà con. Và đây là đường dầu vô nè. Đây có cái lược dầu. Lóc liếc rất là đẹp nha bà con. Nhỏ xác. Con này chắc chừng khoảng 100 mấy ký nha bà con. Bao nhớt điện. Này. Lóc đẹp nha. Máy chặt xe thì cực kỳ nét. Nghe bên trong nè bà con. Con này thì ở bãi bao cúc ếch. Ở đây cậu Đạt bao cho cô chú anh chị mình cúc ếch nha. Bao cúc ếch luôn. Bơm trộn có nè. Về mình làm máy phát điện được luôn nha cô chú anh chị. Có đi màu sạc. Quá đẹp. Yanmar 3T84. Lóc liếc bên đây nè. Đề 12 phóng cộng. Đề 12 thôi cô chú anh chị. Một cái bình nhỏ là mình đề được rồi. E 84. Lóc rất là đẹp nha bà con. Gon nè. Gon bỗng cực kỳ luôn. Rất là vip. Hôm nay có một con máy cực kỳ vip mà giá rẻ thì em quay cho cô chú anh chị mình một cái clip riêng để cô chú anh chị dễ lựa chọn nha. Chỉ 19 triệu rưỡi thôi. Giá đề đây. Enso. Đề 12. Lóc liếc mắt nước quá đẹp luôn. Cực đã nha cô chú anh chị nha. Đó, có đi mua sạc sẵn. Lóc đẹp quá. Dạ bà con coi thì đến trực tiếp Cù Lao Thái Sơn để xem và test máy, giá chỉ 19 triệu rưỡi thôi. Yanmar 3T84, tí xíu nữa cậu Đạt sẽ gắn một cái co gió qua để nổ máy thử turbo luôn. 41 ngựa, 3050 tua lận nha bà con. Ba máy bếp kim luôn. Đời này là nổ thẳng không cần xông bếp gì bà con, lắc là nổ thôi. Nhẹ nhàng, dễ thương. Dàn heo dầu, dàn nhàn bếp còn đẹp lắm. Lóc liếc thì cực kỳ phê nha. Chỉ 19 triệu rưỡi. Rồi, chuẩn bị là clip test nổ cho cô chú anh chị mình. Có sẵn tục bô nha bà con nha. Và cái bô này thì nó có một cái bộ ấm ở phía trong nữa nè. Nổ rất là êm. Tục bô nó qua một cái bộ ấm nó mới đi ra ngoài. Nổ máy êm lắm nha cô chú anh chị. Dòng Yanmar thì nó chuyên tiết kiệm. Rất là đã. Tua thì hiện tại con này tua khủng lắm, 3050.
41 ngựa nhỏ xác tầm khoảng trăm mấy ký nha bà con. Đây nó có hai tấc mấy, nó có ba tấc mấy, bốn tấc thôi, nhỏ xác ngắn ngủn à, mà 41 ngựa không phải chuyện đơn giản. Rồi test nổ cho bà con mình luôn. Dạ, và đây là clip test nổ của Yanma 3T84 turbo nha cô chú anh chị. 41 ngựa dứt. Rồi bét kim thì nhẹ nhàng nha cô chú anh chị nha, chấm là nổ thôi. Dạ, bét kim thì mình không có xong bét. Đời này 41 ngựa 3050 tua thì bà con mình về chạy vỏ composite lấy tốc độ, hoặc là cô chú anh chị mua về chạy tôm hoặc là chạy điện á, tầm khoảng 15-20 kg nha, làm 84 ly 3 máy rất là êm bà con. Khi mà cái turbo nó qua cái bầu ấm rồi nó mới ra ngoài đây, máy êm lắm, hơi ngắm à. Máy này là cái dàn nhớt còn sạch luôn á, dở nhớt lên nữa cậu đây, nhớt còn sạch bóng luôn bà con. Nhớt sạch bóng luôn, từ xe cắt xuống đó bà con. Đầu độn còn bơm luôn nè, còn bơm rất là giỏi nha. 3T84 dàn hơi cực nét, turbo ý đi nha bà con, turbo zin theo máy luôn. Máy thì có sẵn demo rồi hết rồi, hôm nay về chạy phát điện rồi này kia, chạy vỏ composite rồi còn đã, hơi hám căng luôn. Nhỏ gọn nha cô chú anh chị nha. Cậu Đạt đứng thì nó ngay cái đầu gối cậu Đạt thôi, và nó chiều chừng khoảng 3 tấc rưỡi tới 4 tấc là chiều dài, rất êm. Rồi nẹt đây cậu. Dạ, qua đây luôn đi cậu, qua đây luôn đi, con quay mới được chứ. Máy nhẹ lắm nha bà con, một mình cậu Đạt là xây chở bình thường. Có nhu cầu thì liên hệ hoặc đến trực tiếp cù lao Thái Sơn và để xem và test máy. Ok, sạch sẽ luôn, rất là êm nha bà con, được vô qua bộ ấm rồi, êm lắm. Cái nữa, quên cái nữa chết luôn. Rồi, bà con thấy vừa mắt thì liên hệ hoặc đến trực tiếp cù lao Thái Sơn nha. Chỉ 19.500.000 thôi nha. Hẹn gặp lại bà con vào những video tiếp theo. Và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất nha. 3 máy máy kim 41 ngựa 3050 tua, lòng 84 nha. Bye bye bà con. Máy chặt xe nha, bao có bếp, nắp lóc cực đẹp.